Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 5, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và kiểm tra tiến độ lắp đặt cột anten truyền hình 125m của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình tại dốc Cun, xã Thu Phong, huyện Cao Phong. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vui mừng khi cơ sở vật chất, trang thiết bị của trạm đã được quan tâm đầu tư. Hiện tại, việc lắp dựng cột anten 125m cơ bản hoàn thành, dự kiến đến trung tuần tháng 6, việc phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình sẽ được chuyển sang cột anten mới thay thế cho cột anten cũ cao 70m. Việc đưa cột phát sóng mới vào sử dụng sẽ mở rộng diện phủ sóng phát thanh truyền hình trong tỉnh và một số vùng lân cận. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu vùng xa được tiếp cận các chương trình thông tin, giải trí thông qua sóng phát thanh truyền hình của tỉnh. Mà chắc chắn là cái độ cao nó tốt như thế này thì cái diện phủ sóng mà kể cả truyền hình và phát thanh nó sẽ lớn hơn. Người sử dụng sẽ tốt hơn. Rồi cái thứ hai nữa là chất lượng sóng chắc chắn sẽ khá hơn. Đây là cái mà đáp ứng cho cái mục tiêu của cái phát thanh truyền hình của mình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý khi đưa vào sử dụng cột phát sóng mới, cột phát sóng cũ sẽ chuyển giao cho huyện Mai Châu để địa phương mở rộng diện phủ sóng nhằm quảng bá giới thiệu về tiềm năng du lịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cùng với việc nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cần nắm bắt xu hướng truyền hình hiện đại, đặc biệt là chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện đề án số hóa theo lộ trình. Tiếp tục phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam để được hỗ trợ trang thiết bị và tập huấn kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của đài, tăng cường phối hợp tuyên truyền với Đài Truyền hình Việt Nam để quảng bá giới thiệu hình ảnh của tỉnh Hòa Bình với bạn bè trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển.